chào quý cô chú anh chị yêu mai vàng ạ. Con tên là Trúc Ly ở Hữu Thừa, Long An. Số điện thoại con là 0983 660 471. Con hôm nay về một số phôi mai vàng, mong quý cô chú ủng hộ con ạ. Con xin tiến vào mã số 1 ạ. Xin tiến vào mã số 1 ạ. Vành của cây là 14. Chiều cao của cây là 57. Cây mã số 1 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 220.000 bao ship toàn quốc ạ. 220.000 bao ship toàn quốc ạ. Mong cô chú anh chị ủng hộ ạ. Rồi xuống cây. Xin tiến vào mã số 2 ạ. Hoành của cây cũng là 14. Chiều cao cây 72. Cây mã số 2 xin giao lưu cô chú anh chị cũng là 220.000 luôn nha cô chú anh chị. 220.000 bao ship rồi, toàn quốc ạ. 220 ạ. Rồi, anh chị ủng hộ. Xuống cây. Xin tiến vào mã số 3 ạ. Hoành của cây là 15. Chiều cao cây là 55. Cây mã số 3 này xin giao lưu chú anh chị là 340.000 bao ship toàn quốc ạ. 340.000 cho mã số 3 bao ship toàn quốc ạ. Mong quý chú anh chị ủng hộ ạ. Xin đọc lại số điện thoại con là 0983 660 471 ạ. Rồi xuống cây. Xin tiến vào mã số 4 ạ. Hoành của cây là 22. Này, chiều dài của cây đi. Chiều dài của cây là 53. Cây mã số 4 này con xin giao lưu với cô chú anh chị là 400.000 bao ship toàn quốc ạ. Em đâu có cũ à. Cũ này, chỗ này của nó là 46. Mã số 4 400.000 bao ship toàn quốc ạ. Mong cô chú anh chị ủng hộ ạ. Rồi xuống cây. Xin tiến vào mã số 5 ạ. Hoành của cây là 15. Cấn 16 rồi nha cô chú anh chị. Tính 15 ha. Chiều cao của cây là 46. Cây mã số 5 xin giao lưu với cô chú anh chị là 300.000 bao ship toàn quốc ạ. Mã số 5 300.000 bao ship toàn quốc ạ. Mong cô chú anh chị ủng hộ ạ. Rồi xuống cây. Xin tiến vào mã số 6 ạ. Hoành của cây là 12. Chiều cao của cây là 48. Cây mã số 6 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 200.000 bao ship toàn quốc ạ. 200.000 bao ship toàn quốc cho mã số 6 ạ. Mong cô chú anh chị ủng hộ ạ. Rồi xuống cây. Xin tiến vào mã số 7 ạ. Hoành của cây là 18. Chiều cao của cây là 62. Củ đặc của nó là 49. Cây mã số 7 xin giao lưu với cô chú anh chị là 650.000 bao ship toàn quốc ạ. 650.000 bao ship toàn quốc ạ. Mong cô chú anh chị ủng hộ ạ. Rồi xuống cây. Xin tiến vào mã số 8 ạ. Hoành của cây là 18. Chiều cao của cây là 90. Cây mã số 8 xin giao lưu với cô chú anh chị 350.000 ạ. Mong cô chú anh chị ủng hộ ạ. 350.000. Cây nó có lỗi nha cô chú anh chị. Nó có lỗi ở đây. Rồi xuống cây.
xin tiến nhà mã số 9 ạ. Hoành của cây là 20. Chiều cao của cây là 52. Cây mã số 9 con xin giao lưu với cô chú anh chị là 500.000 bao ship toàn quốc ạ. 500.000 bao ship toàn quốc cho mã số 9 ạ. Mong cô chú anh chị ủng hộ con mã số 9 ạ. Rồi, xuống cây. Xin tiến nhà mã số 10 ạ. Hoành của cây là 16. Chiều cao của cây là 85. Cây mã số 10 xin giao lưu với cô chú anh chị là 500.000 bao ship toàn quốc ạ. Để nên đặt cho mình cô chú. 500.000 bao ship toàn quốc cho mã số 10 ạ. Rồi, xuống cây. Xin tiến nhà mã số 11 ạ. Hoành của cây là 17. Chiều cao của cây là 61. Cây này đế sổ đẹp không chú? Đế sổ. Sổ đế của nó là 17. Cây mã số 11 xin giao lưu với cô chú anh chị là 650.000 bao ship toàn quốc ạ. 650.000 cho mã số 11 ạ. Rồi, xuống cây. Xin tiến nhà mã số 12 ạ. Hoành của cây là 23. 23 tấn 24 luôn nha cô chú. Chiều cao của cây là 61. Cây mã số 12 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 700.000 bao ship toàn quốc ạ. 700.000 bao ship toàn quốc ạ. Da nó xù xì ghẻ chóc luôn cô chú. 700.000 cho mã số 12 bao ship toàn quốc, cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ ạ. Rồi, đọc xuống cây. Số điện thoại của con ạ là 0983 660471 ạ. Xin tiến nhà mã số 13. Hoành của cây là 22. Chiều cao của cây là 85. Đúng rồi, cái bộ đế của nó. Bộ đế đặc của nó là 73. Cây mã số 13 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 700.000 bao ship toàn quốc. 700.000 cho mã số 13. Chi cạnh đều tứ diện luôn cô chú. Rồi, xuống cây. 700.000 bao ship toàn quốc. Xin tiến nhà mã số 14 ạ. Hoành của cây là 21. Chiều cao của cây là 85. Cây mã số 14 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 600.000 bao ship toàn quốc ạ. Cây này chi cành cũng đều lắm cô chú anh chị. Mã số 14 600.000 bao ship toàn quốc, mong cô chú anh chị ủng hộ. Mà xin phép xuống cây 14. Rồi, xuống đây. Tôi xin tiến nhà mã số 15 ạ. Hoành của cây là 25. Chiều cao của cây là 103. Cây mã số 15 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 650.000 bao ship toàn quốc ạ. Này nó cũng muốn ra con gì luôn rồi chú ơi. Nó chiều chân bên đây nó bị teo rồi. Đủ ha. 1, 2, 3. Chân này nó hơi teo. Quay. Mong cô chú anh chị ủng hộ con mã số 15 ạ. Rồi. 650.000 bao ship ạ. Xuống cây. À. Xin tiến nhà mã số 16 ạ. Hoành của cây là 22. Chiều cao là 67. Cái cũ của nó
là 64. Cái mã số 16 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 900.000 bao ship toàn quốc ạ. Bị phụ u nấm này nè cô chú. Này, lên tinh thần trên đây cũng có nè. 900.000 bao ship toàn quốc cho mã số 16 ạ, mong cô chú anh chị ủng hộ ạ. Rồi, xuống cây. Xin tiến nhà mã số 17 ạ. Hoành của cây là 27. Chiều cao cây là 91. Cây mã số 17 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 800.000 bao ship toàn quốc ạ. 800.000 bao ship toàn quốc ạ. Cây trà bá luôn cô chú ạ. Còn 28. 800.000 bao ship toàn quốc cho mã số 17 ạ. Rồi, xuống cây. Xin tiến nhầm mã số 18 ạ. Hoành của cây là 19. Chiều cao của cây là 1m. Cây mã số 18 xin giao lưu với cô chú anh chị là 650.000 bao ship toàn quốc ạ. 650.000 cho mã số 18 ạ. Cô chú anh chị ủng hộ ạ. Rồi, xuống cây. Xin tiến nhà mã số 19 ạ. Hoành của cây ngái HL này là 22. Chiều cao cây 1m6. Cây mã số 19 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 650.000 bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc ạ. Mong cô chú anh chị ủng hộ 650.000 cho mã số 19 ạ. Rồi, xuống cây. Xin tiến vào mã số 20. 20 ạ, cũng là mã số cuối cùng của ngày hôm nay ạ. Hoành của cây là 21. Chiều cao của cây là 82. Cây mã số 20 xin giao lưu với cô chú anh chị là 550.000 bao ship toàn quốc ạ. 550.000 bao ship toàn quốc ạ. Mong cô chú anh chị ủng hộ. Đo cái cũ rồi cô chú coi. Cũ của cây là 41. Mã số 20 550.000 bao ship toàn quốc ạ. Rồi, xuống cây. Cảm ơn quý cô chú đã xem video ủng hộ con cũng như ủng hộ kênh. Mong quý cô chú ủng hộ con. Con xin đọc lại số điện thoại của con là 0983 660 471. Địa chỉ con ở Phú Hội, Long An. Cảm ơn tạm biệt quý cô chú ạ.